together now. What's your vision? Trên trang G9 của Bahrain khẳng định, bàn thắng làm tung đối thủ môn Bùi Tiến Dũng của Ahmed Bouhamad trong trận gặp Olympic Việt Nam vào hôm ngày 23 tháng 8 ở ASEAN năm 2018 không hề việt vị. Trong bài viết có tiêu đề "Đau lòng, 10 người Bahrain bị loại khỏi môn bóng đá của ASEAN Game", tờ N9 cho rằng đội tuyển Olympic Bahrain đã bị loại một cách oan ức khỏi sân chơi ASEAN năm 2018 bởi những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Một trong số đó phải kể đến bàn thắng không được công nhận của Bouhamad trong hiệp 1. Hình ảnh chiếu lại cho thấy Bouhamad không hề việt vị. Dù vậy, trọng tài biên lại phất cờ, thổi phạt cầu thủ này lỗi việt vị ở tình huống lao xuống dứt điểm, làm tung lưới khung thành Olympic Việt Nam. Trao đổi với Zing.vn, chuyên gia bóng đá Đông Nam Á, Steven Darby và tờ báo Scarlet Entry của Fox Sports Asian có chung quan điểm, cho rằng bàn thắng của cầu thủ Bahrain hợp lệ. Vì vậy, may mắn đã đứng về phía đại diện Đông Nam Á khi trọng tài biên đã giúp họ tránh khỏi một bàn thua. Không chỉ bị tước một bàn thắng, đội tuyển Olympic Bahrain theo báo G-Online còn vấp phải những phán quyết rất nghiêm khắc từ trọng tài chính người Trung Quốc Ni Zhang. Ông này từng thẳng thừng rút thẻ đỏ với tiền vệ Ahmed Salas sau pha vào bóng với một hậu vệ Vũ Văn Thanh vào cuối hiệp 1. Cũng trong bài tường thuật trận đấu, báo Bahrain ca thán đội nhà không gặp may, bằng chứng là Abdulhamad Hamidi đã có cho mình cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, pha sút phạt lại đưa bóng đi trúng xà ngang, gặp quá nhiều bất lợi từ trọng tài đến thiếu may mắn, tuyển Olympic Bahrain ngậm ngùi nhận thất bại 0-1. Còn trên tờ Bola của Indonesia, mô tả tuyển Olympic Việt Nam đã quá may mắn ở trận đấu hôm nay. Họ được chơi hơn người sau quyết định chơi khắt khe của trọng tài chính với đại diện Tây Á. Đã vậy, xà ngang cũng cứu cho những ngôi sao vàng một bàn thua. Trên trang Sport Geda nhấn vào chi tiết tấm thẻ đỏ của Ahmed Salas làm thay đổi cục diện trận đấu. Ngoài ra, tuyển Olympic Bahrain dù kiểm soát bóng tốt hơn với 51% nhưng chỉ tung ra được 3 cú sút trúng đích sau 9 nỗ lực dứt điểm. Còn tuyển Olympic Việt Nam có 5 cú sút trúng đích sau 14 lần dứt điểm. Trọng tài đúng hay sai khi phạt việt vị rút thẻ đỏ cho Olympic Bahrain? Sau vòng 1/8 ASEAN, có những ý kiến cho rằng trọng tài chính người Trung Quốc đã ưu ái Olympic Việt Nam với những quyết định nặng tay với Olympic Bahrain. Dưới góc nhìn chuyên môn, giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn đã có những lý giải cùng phóng viên. Cụ thể, trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chaman Sami của Bahrain đã lên tiếng chỉ trích trọng tài về việc không công nhận bàn thắng mà ông cho là hợp lệ của Bouhamad Hamed số 3 ở phút thứ 23. Huấn luyện viên Chaman Sami đồng thời cũng cho rằng trọng tài Zhang Li Trung Quốc đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp trước quyền thi đấu của Salah Hamed số 9 ở phút thứ 42 sau pha va chạm với Văn Thanh bên phía Olympic Việt Nam. Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang-seo khi được hỏi đã từ chối bình luận về các quyết định của tổ trọng tài. Trao đổi với phóng viên, chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steven Darby và nhà báo Scott MT của Fox Sports Asian có chung quan điểm cho rằng bàn thắng của cầu thủ Bahrain là hợp lệ. Vì vậy, may mắn đã đứng về phía đại diện Đông Nam Á khi trọng tài biên đã giúp họ tránh khỏi một bàn thua. Ngược lại, cựu trọng tài FIFA được phóng viên liên hệ đánh giá quyết định của trợ lý trọng tài người Trung Quốc xác định tiền đạo của Olympic Bahrain việt vị là hoàn toàn chính xác. Phần đầu của cầu thủ Bahrain đã ở dưới hậu vệ cuối cùng của Olympic Việt Nam. Vì thế, quyết định bắt việt vị là chính xác, ông nhận định. Theo chia sẻ của cựu trọng tài FIFA này, luật bóng đá đã quy định rõ những trường hợp nào được coi là việt vị. Theo đó, thân người, chân và đầu ở dưới hậu vệ cuối cùng đều bị tính việt vị. Nếu tay của tiền đạo đối phương ở dưới thì không phải, vì tay không có khả năng ghi bàn, ông nói. Sáng nay, chia sẻ với phóng viên, giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nhận định về tình huống cầu thủ Olympic Bahrain nhận thẻ đỏ theo tôi là hoàn toàn chính xác. Cú vào bóng đó, cầu thủ phạm lỗi, đâu có chơi bóng mà cú tình đạp vào cổ chân của đối phương. Lỗi nghiêm trọng, chúng ta xem TV mới thấy rõ, còn những ai trực tiếp có mặt trên sân có thể không rõ đâu, kể cả huấn luyện viên ở xa. Trọng tài chính lúc đó, ở vị trí gần, quan sát tốt và theo tôi, ông đã đưa ra quyết định đúng. Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn gợi mở thêm, trong các video giáo khoa của FIFA, đập thẳng cổ chân đối phương như thế là phải thẻ đỏ. Vậy còn pha bóng trọng tài không công nhận bàn thắng của Bouhamad Hamed thì sao? Dân Việt hỏi giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn đáp, chúng ta còn nhớ vào năm 2015, giới truyền thông đã nêu ra vấn đề gây xôn xao xung quanh quyết định sửa đổi luật việt vị của Liên đoàn bóng đá Anh. Thực sự, họ đâu có quyền sửa đổi luật mà chỉ phát hiện thêm những tình huống cầu thủ tấn công ở vị trí việt vị. Dù không chơi bóng thực sự, không chạm bóng, nhưng rõ ràng đã tìm cách chơi bóng ở gần bóng và việc đó đã gây cản trở đến khả năng chơi bóng của đối phương. Sau đó, FIFA thấy rằng phát hiện này đúng và đã phổ biến cho toàn thế giới.
Tình huống phút 23 của trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain đã diễn ra đúng như thế. Cầu thủ ở vị trí việt vị nếu chỉ đứng yên, để đồng đội từ vị trí không việt vị chơi bóng và ghi bàn thì bàn thắng được công nhận. Nhưng anh ta, cụ thể là trung vệ số 5, Anshasham Hamad đã nhảy lên tìm cách chơi bóng. Bóng bay qua gần đầu anh ta khiến cho cầu thủ phòng ngự Olympic Việt Nam bị ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng. Kết quả anh ta bị phạt việt vị chứ không phải người ghi bàn. Buhamas Hamed bị phạt. Các trọng tài đã chính xác trong tình huống này. Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi bước vào trận đấu với đối thủ Tây Á. Đội đã có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với tình huống thử thách thủ môn Bùi Tiến Dũng. Từ quả sút phạt của Mohamad Mahous, cơ hội tốt nhất đến với đội bóng Đông Nam Á khi Hamed Sanat bị đuổi khỏi sân sau một pha phạm lỗi với Vũ Văn Thanh. Mặc dù thi đấu ít hơn một người, đoàn quân của huấn luyện viên Sami Chaman vẫn chưa chắc chắn trước một Việt Nam chưa để thua một trận đấu nào ở giải đấu. Trận đấu diễn ra sôi nổi và lẽ ra Olympic Bahrain phải có bàn mở tỷ số nếu khung gỗ không từ chối cú sút phạt của Mahous. Cuối cùng, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cú đấm quyết định nhờ bàn thắng của Công Phượng ở phút thứ 87, qua đó giành chiến thắng khó khăn. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục có một giải đấu ghi tên vào lịch sử sau U23 châu Á hồi đầu năm. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đi đến tứ kết của một kỳ ASEAN. Ở trận đấu tiếp theo, chúng ta sẽ đối mặt với Olympic Serbia vào ngày 27 tháng 8 tới. Huấn luyện viên Olympic Serbia có gặp Việt Nam, chúng tôi cũng vào chung kết. Huấn luyện viên trưởng của Olympic Serbia tin Olympic Việt Nam sẽ thắng Olympic Bahrain, nhưng cho rằng điều đó không cản trở Olympic Serbia vào chung kết. Trước đó, đại diện của Serbia đã thắng Olympic Palestine 1-0 trên sân Patriots. Sau trận đấu, huấn luyện viên Anfake Muanat cho biết: "Tôi nghĩ Olympic Việt Nam sẽ thắng thôi, nên chúng tôi cũng sẵn sàng phương án chuẩn bị. Tôi đã gặp đội tuyển này ở vòng bảng U23 châu Á năm 2018 ở Trung Quốc. Các bạn có những cầu thủ rất nhạy bén, nhanh nhẹn và đặc biệt là có thể ghi bàn bất cứ lúc nào trong trận đấu. Olympic Serbia sẽ tập trung vào lối chơi của mình để khắc chế nếu gặp Olympic Việt Nam ở vòng tới." Ông Anfake Muanat đánh giá, ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam đã cầm hòa được U23 Serbia ở vòng bảng với tỷ số 0-0. Ông Anfake rõ ràng đã có trong tay mình những tư liệu thực tế sẵn sàng đánh bại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. "Mục tiêu của chúng tôi là vào đến trận chung kết, nên có gặp Olympic Việt Nam cũng không thành vấn đề gì. Olympic Bahrain có lối chơi chiều ngang nhiều hơn, trong khi Việt Nam thì thường đưa bóng thẳng lên trên." Huấn luyện viên 44 tuổi nói, ông cũng chia sẻ một thứ khó khăn là chỉ mới huấn luyện đội bóng này mới được khoảng một tháng nay và tương lai sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng. Chiến thắng 1-0 trước Olympic Palestine chưa khiến ông hài lòng. "Tôi cũng không hiểu vì sao các cầu thủ Palestine hôm nay tỏ ra khá mệt mỏi. Có lẽ có vấn đề gì đó với họ. Tuy nhiên, một bàn đổ mang về chiến thắng và niềm hạnh phúc cho Syria," ông nói. Bàn thắng duy nhất khiến Olympic Palestine không thể có cơ hội tái ngộ Olympic Việt Nam. Để phục hận lại đến từ sai lầm giết người của thủ môn dự bị Ankaruri Rami ở phút thứ 71. Công Phượng nói gì về bàn thắng quý như vàng giúp Olympic Việt Nam tạo cột mốc lịch sử? Tiền đạo sinh năm 1995 đã có những chia sẻ về bàn thắng quan trọng giúp đội tuyển Olympic Việt Nam đánh bại Bahrain để tiến vào vòng tứ kết ASEAN 2018. Chỉ được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2, nhưng Nguyễn Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ bằng bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Olympic Việt Nam đánh bại đội tuyển Olympic Bahrain. Qua đó, giúp bóng đá nước nhà lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết một kỳ ASEAN. Là người hùng của đội bóng, nhưng cá nhân tiền đạo 23 tuổi rất khiêm tốn khi nói về bàn thắng quan trọng. Anh nói đây là chiến thắng của cả đội bóng, sự nỗ lực những phút cuối cùng giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra. "Về cá nhân mình, tôi vui vì mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Tôi xin tặng bàn thắng này cho tất cả. Mong mọi người tiếp tục theo dõi, ủng hộ đội bóng trong thời gian tới." Đá chính ở trận đấu mở màn, nhưng chỉ là quân bài dự bị ở cả 3 trận đấu gần đây. Song Nguyễn Công Phượng không xem đó là những bất công. Anh nói huấn luyện viên Park Hang-seo có những toan tính cho từng thời điểm. "Khi chuẩn bị vào sân, thầy động viên và khích lệ tôi cố hết sức. Một bàn thắng quan trọng với cá nhân, nhưng tôi và đồng đội sẽ nhanh chóng quên đi để tập trung vào những trận đấu tiếp theo." Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò. Ông nói, "Tôi cần một cầu thủ nhanh nhẹn và chơi gần khung thành với đối phương, và Công Phượng chính là sự lựa chọn. Cậu ấy là cầu thủ cực kỳ quan trọng và đã đáp ứng được yêu cầu của tôi." Ở vòng tứ kết, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Olympic Syria. Mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đặt ra không gì ngoài chiến thắng để tiếp tục với giấc mơ tiến sâu vào giải đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ Channel.